Mọi người quay trở lại cùng với tôi, Hoscar Thí Nguyễn trong Cotside Chuyện Bóng Rổ, podcast do Học viện Giáo dục Thể thao Hoa Kỳ ASA xây dựng và phát triển với mong muốn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với những nhân vật có niềm yêu thích và đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cùng mạch với hai tập trước, tiếp tục series trò chuyện cùng cầu thủ trẻ, khách mời đến với chúng tôi ngày hôm nay cũng là ba cầu thủ trẻ xuất thân từ ASA Timberwolves và hiện đang thi đấu trong tuyến trẻ của câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Thăng Long Warrior. Xin chào Quân Lê, Mai Hào và Quang Anh. Yo, what's up anh em? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của ASA và mình là Mai Hào. Mình là Quân Lê. Mình là Quang Anh. Và ba chúng tớ là cầu thủ trẻ đến từ câu lạc bộ Thăng Long Warrior. Xin chào ba bạn. Để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì có một câu hỏi thường lệ chị muốn hỏi các bạn, đó là nếu cho các bạn một cặp vé Cotside xem bất kỳ một trận đấu nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai thì các bạn sẽ lựa chọn trận đấu nào và đi với ai? Quân Lê. Nếu em có một cặp vé Cotside thì em sẽ chọn trận đấu mà em muốn đến, đó chính là trận đấu chung kết PBA trong tương lai mà em sẽ tham gia. Còn đi với ai thì em nghĩ là em sẽ lựa chọn đó chính là anh Bình của em ạ. Em đi xem hay là em là người thi đấu? Em đi xem trận đấu, xem lại trận đấu trong tương lai. À, ok. Thế còn Mai Hào thì sao? Nếu mà có một cặp vé Cotside thì chắc chắn sẽ là trận đấu mà em có cơ hội được debut ạ. Ở đấu trường VBA ạ. Và người cặp vé đó sẽ là mẹ em và cho anh Bình fan yêu dấu của em ạ. Ok, hai bạn đều chọn anh Bình fan đúng không? Chắc là anh Bình fan có ai tầm ảnh hưởng đến các bạn lắm đúng không? Thế còn Quang Anh thì sao? Vâng, em cũng giống bạn Mai Hào ạ. Thế vậy là em cũng muốn debut, em cũng muốn là debut trong trận đầu tiên và em sẽ mời đúng không? Em mời gia đình em và anh Bình ạ. Ba bạn thì chị được biết là các bạn đã gần gũi như là trở thành đồng đội với nhau tương đối là lâu rồi. Thì các bạn có thể cho chị biết cái ấn tượng đầu tiên, cái ấn tượng mà các bạn lần đầu tiên được tiếp xúc hay là gặp gỡ nhau được không? Quang Anh, em lần đầu tiên gặp Quân Lê từ bao giờ? Em nhớ là hồi đấu Super League lần đầu tiên ạ. Super League, ASA Super League mùa đầu tiên. Vâng. Thì em có đi tập cho Dr. Strange và em gặp bạn Quân Lê. Ấn tượng đầu tiên của bạn ấy là em tưởng bạn ấy là bác. Bác nào đấy ạ. À, tức là trông bạn ấy rất già. Vâng ạ. Rồi sau đó thì sao? Và sau đó em chơi cùng bạn ấy mùa đấy thôi. Trong đấy không phải đồng đội của bạn ấy nữa? Có trong đội đại diện chị ạ. À, ok. Thế còn Mai Hào thì sao? Em có ấn tượng đầu tiên với Mai Hào như thế nào? Dạ, còn em thì không có ấn tượng gì với Mai Hào ạ. Cho đến lúc mà vào tập cùng với các ASA Timberwolves đúng không? Ừ. Thế Quân Lê, em có ấn tượng, em gặp Mai Hào đầu tiên vào lúc nào nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của em về Mai Hào đó chính là một cậu bé khá là bướng bỉnh về cái đầu như cái súp lơ. Và em gặp bạn ấy đầu tiên tại trận Super League mùa 2, mùa 3 gì đó. Và trong trận đầu đó em có chat talk với cả Mai Hào. Mai Hào cũng thế à? Mai Hào cũng nhớ Quân Lê và ấn tượng đầu tiên là chat talk với Quân Lê à? Dạ vâng ạ. Về ấn tượng đầu tiên của em thì là đối với Quân Lê thì đấy cũng là lần đầu tiên anh gặp Quân Lê ạ. Thì ấn tượng của em với Quân Lê lúc đầu là một cậu bé ương bướng và ngỗ nghịch. Thì bạn ấy đúng là chat talk với em ạ. Và em cũng đã không ngần ngại mà đối đầu lại bạn ấy. Trận đấu bọn em thắng. Trận đấu này các em, Quân Lê thua à em? Bởi vì em được gánh ạ. Và còn đối với Quang Anh thì em vẫn nhớ là buổi tập đầu tiên ở của đội đại diện ở sân nhà thi đấu Cầu Giấy. Hồi đấy Quang Anh rất là béo. Em chỉ nhớ về việc Quang Anh béo. Thế bây giờ Quang Anh đã thay đổi hoàn toàn khác đúng không? Vâng. Một điểm chung mà chị nhận thấy ở ba em thì là một mẫu cầu thủ có cá tính khá là ngông. Thì cái ngông này có thể thể hiện qua cách các em đối đầu với đối thủ, qua cách các em ăn mừng hay là qua cách các em tiếp nhận những cái tình huống trên sân đấu. Thì với một cái mẫu cầu thủ có cá tính ngông như vậy thì các em có nỗi sợ gì khi bước vào một trận đấu không? Lê. Trước khi bước vào một trận đấu thì em luôn có một nỗi sợ, đó chính là sợ đau bụng. Bởi vì khi mà đau bụng thì em sẽ không thể thi đấu tốt trong trận đấu đấy được. Nếu mà trận đấu là vô cùng quan trọng thì là em sẽ phải cực kỳ là cẩn trọng cho việc ăn uống để không ảnh hưởng đến cái bụng của em. Đúng là dạ dày anh gây mình khó chịu trong trận đấu đúng không? Vâng ạ. Thế còn Mai Hào thì sao? Đối với em thì nỗi sợ của em về mặt tâm linh hơn ạ. Em sợ rằng em sẽ không đạt được kỳ vọng từ khán giả, đồng đội hay là từ huấn luyện viên của mình ạ. Tâm linh à? Tâm lý đúng không? Hay là ý của em đang nói là nỗi sợ như thế nào ở Mai Hào? Đối với em thì là em sợ là mình sẽ không đạt được cái kỳ vọng của mọi người ạ. Tức là mình không được như mọi người nghĩ mình như...
như em chia sẻ thì em sợ là em không đạt được kỳ vọng của mọi người. Thế ở ngoài mọi người có hay đặt kỳ vọng vào em không? Có ạ. Mọi người sẽ đặt kỳ vọng như thế nào? Em thấy là mọi người đặt, thỉnh thoảng thì mọi người hơi đặt nhiều kỳ vọng quá vào em. Như là phải ném mấy quả 3 điểm một trận chẳng hạn, 4-5 quả, 5-6 quả chẳng hạn. Thì dẫn đến việc là em suy nghĩ rất là nhiều, xong rồi em tự khiến mình mắc phải những sai lầm bởi những cái suy nghĩ đấy trong trận đấu. Thế còn Quang Anh thì sao? Dạ, em không có nỗi sợ gì ngoài anh Bình ạ. Em lo anh Bình mắng hay lo anh Bình không cho vào sân? Dạ, cả hai ạ. Nếu em mắc sai lầm thì em không được vào sân ạ. Thường là mắc sai lầm là em sẽ bị sắp out ra ngoài luôn hay là anh Bình sẽ cho em cơ hội để em sửa sai? Vâng, thường em bị ra ngoài luôn ạ. Chị theo dõi các em trong màu áo của AJ Timber Group thì cũng được hơn 2 năm rồi. Cũng có rất nhiều những trận đấu mang lại cho chị nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng mà gần đây thì trận bán kết HIBC U19 thì thực sự đã để lại cho chị ấn tượng cực mạnh. Không phải Thái Quang cái tên mà vẫn được săn đón mà chính là Quân Lê, là Mai Hào, là Quang Anh đã lên tiếng và mang lại chiến thắng thuyết phục dành cho đội bóng. Chị nhớ là vào trận bán kết đó thì hơn nửa thời gian của trận đấu, phần lớn trong trận đấu thì AJ ở thế đuổi điểm. Và có những cái tình huống hoặc có những cái khoảnh khắc mà chị thấy các em vẫn gây cho chị nhiều bất ngờ, như là Quang Anh có chuỗi run 8 điểm ở đầu hiệp 2, hay là Quân Lê có pha steal bóng và mang trận đấu trở về vạch xuất phát khi mà hiệp 4 đã diễn ra được khoảng 5 phút. Đặc biệt là Mai Hào có pha ném 3 cực clutch đưa ASA dẫn điểm. Vậy thì Quang Anh và Quân Lê vào cái thời điểm mà bóng được đặt vào trong tay các em thì các em có sợ đưa ra những quyết định của trận đấu không? Em thưa chị là em không sợ, bởi vì đơn giản là bóng đến tay em thì em nghĩ là em sẽ phải đưa quả bóng ấy một cách nào đó vào cái rổ để ghi điểm thôi ạ. Thì vấn đề là ở trong một trận đấu thì mình bị chi phối tương đối là nhiều. Em được đồng đội, một là đồng đội xung quanh này, hai là đối thủ xung quanh cũng chăm sóc rất là kỹ càng. Thế thì vào cái thời điểm đấy khi mà có những cái tình huống mà chị nghĩ là em cũng hơi đánh khó, thì em sau những cái tình huống đó thì em sẽ trấn an tinh thần của mình bằng cách nào? Em thưa chị là em sẽ hít thở ạ. Bởi vì khi mà em hít thở thì em sẽ bình tĩnh lại và sẽ xem xét trận đấu đấy mình nên làm gì. Vậy Quang Anh thì sao? Thì em cũng không có nỗi sợ gì cả. Em chỉ cần bóng đến tay em là em sẽ tìm cách để ghi điểm thôi. Không sợ quả bóng, pha bóng nó sẽ trượt à? Không ạ. Bởi vì nếu làm sai thì mình làm lại ạ. Vậy Mai Hào, chị thấy anh Bình có hay trêu em là cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ, hàm ý là em có tâm lý yếu đúng không? Thế theo em thì tâm lý yếu này bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân gì khiến cho em có cái sự ảnh hưởng với tâm lý như thế? Cái câu mà cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ thì em nghĩ là mọi người cũng đã nghe qua rất là nhiều lần rồi. Thì cái lý do vì sao mà em mang một cái tâm lý như vậy là do ngày không như các bạn đồng trang lứa thì em tiếp xúc với bóng rổ qua bóng rổ phủi ạ. Là em lên sân phủ em đánh với các anh lớn, thì ngay từ cái lúc mà mình bắt đầu chơi thì khi đánh với các anh lớn đã đặt ra luôn liên tục áp lực và gây khó dễ, thế nên là cái việc em bị tâm lý nó sinh ra từ đấy ạ. Nhưng mà sau quá trình tôi luyện bởi ở đây, sau qua những giải đấu, qua những buổi tập thì dần dần vấn đề đấy em đã khắc phục được. Thì như trận bán kết HIBC hôm đó thì sở trường của Mai Hào đáng nhẽ là những quả ném 3. Mà chị thấy thì hơn 3 hiệp đầu Mai Hào ném có vẻ không vào tay thì phải. Đến tận cuối hiệp 4 thì quả 3 đầu tiên của Mai Hào mới ghi điểm. Vậy thì ở một cái thời điểm với những trận đấu mà nó nghẹt thở như vậy thì em có nỗi sợ, tại thời điểm đó em có nỗi sợ gì không? Em có sợ là pha ghi điểm đó, pha ném đó sẽ không vào rổ không? Ở tình huống đấy em không sợ. Lúc đấy thì em không nghĩ gì cả, đầu em trống trơn. Em chỉ làm đúng theo cái nhiệm vụ mà một shooter nên làm, đó là khi bóng đến tay open thì em ném. Cộng việc là em lúc đấy em nghĩ rằng là tất cả mọi người đều đã tin tưởng em, nhất là khi mà bạn Quân Lê của em vừa ghi điểm xong nhưng mà đã sẵn sàng từ bỏ pha bóng đó để chuyền em, để ném bạn có 3 điểm. Chị thấy cái hình ảnh rất là đẹp ở ngày hôm đấy, đó là sau khi em ném quả 3 đó xong thì em ăn mừng, em như vỡ òa và em ăn mừng rất là, đúng rồi đấy, như vậy thì sau cái quả bóng đấy thì tâm lý của em có được giải tỏa nhiều không? Thực ra là em xuyên suốt trận đấu em không bị tâm lý đè nặng, trái với cả hình ảnh của em thường xuyên, bởi vì thường những trận đấu quan trọng thì em thường có tâm lý rất là đặt nặng lên mình, nhưng mà trong trận đấu đấy em lại không có chút tâm lý nào, kể cả lúc bọn em bị dẫn điểm hay là lúc em hòa điểm hay là lúc bọn em dẫn điểm, bởi vì
Bọn em tin vào các đồng đội của em và em nghĩ rằng các đồng đội em cũng tin em, và em cũng nghĩ rằng là anh Hưng Thỏ hay là anh Bình Phan cũng đã tin tưởng em. Từ những niềm tin của mọi người thì nó đã là động lực cho em để vượt qua những nỗi sợ, đúng không? Vậy mỗi người thì đều có cách vượt qua nỗi sợ riêng. Vậy Quang Anh, em vượt qua nỗi sợ khát điểm trong một trận đấu thì như nào? Đó chính là em làm các công việc khác như rebound hay phòng thủ ạ. Thì nếu mà em có rebound được hay phòng thủ được thì chắc chắn sẽ có cơ hội để ghi điểm ạ. Ghi điểm không chỉ cho em mà cho cả đồng đội nữa đúng không? Đúng ạ. Sau hai số trước khi mà chị nói chuyện cùng với cả Thái Quang hay là Thành Kilian ấy, thì chị nhận ra rằng là có rất nhiều những cái bạn cầu thủ trẻ hiện tại đang có một cái nỗi sợ chung, đó là sợ đối diện với cả khó khăn cũng như là thử thách cũng như là trách nhiệm. Thì các em có thấy nỗi sợ đấy ảnh hưởng đến mình không? Mai Hào. Thưa chị, là ở cái lứa tuổi trẻ như này thì việc sợ nỗi sợ thử thách hay sợ khó khăn là điều hoàn toàn xảy ra. Bản thân em là cầu thủ trẻ, em cũng đã từng trải qua những cái nỗi sợ như vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, em cũng đã dần dần khắc phục được và em cũng đã dần thích nghi được với những cái nỗi sợ đấy. Em biến những nỗi sợ đấy thành động lực ạ. Lấy ví dụ như là cái trận bán kết HIBC vừa rồi thì Thái Quang, một key player, được đội bạn chăm sóc rất là nhiệt tình, chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Thì cái việc, cái trọng trách và cái trách nhiệm ghi điểm của đội bóng sẽ hình như nhớ là được đặt lên vai Quân Lê. Vậy thì ở thời điểm đó thì em tiếp nhận cái trọng trách này ra sao? Thưa chị, là em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì đơn giản là nếu khi mà không có ai ghi điểm cho đội thì em sẽ là người đứng ra và đưa quả bóng đấy vào rổ. Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Vậy là những cái lúc mà em đưa ra quyết định gần như là em không nghĩ gì nhiều và em chỉ là mình cầm bóng và mình cứ làm bằng mọi cách để đưa quả bóng vào rổ thôi. Không hẳn là như vậy ạ. Bởi vì em là một mẫu cầu thủ mà em không thích ghi điểm lắm. Em thích phòng thủ hơn là ghi điểm. Thế nên là nếu như bóng mà đến tay mình thì em cũng sẽ phải suy nghĩ rằng là mình có nên ghi điểm ở tình huống này không và có nên chuyền bóng không. Nhưng em nghĩ lại là hiện tại thì mình đang nắm giữ cái trọng trách là người ghi điểm thì mình sẽ phải đặt cái mục tiêu ghi điểm lên hàng đầu. Các bạn thấy màn trình diễn 26 điểm MVP của Quân Lê ngày hôm đấy như thế nào? Em thấy bình thường ạ. Nếu mà không có pha của em thì chắc thua rồi. Còn Quang Anh thì sao? Cũng bình thường thôi. Bóng vào tay em thì em cũng ghi được thế. Em cũng ghi được 26 điểm thôi hả? Thế sao phải em phải ghi được nhiều điểm hơn Quân Lê chứ? Nhiều hơn thế. Tâm lý bị ảnh hưởng thì không chỉ xuất phát từ những yếu tố cá nhân mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều những khía cạnh bên ngoài. Thì chị thấy rằng là có một vài cầu thủ bị trấn áp tâm lý bằng trash talk, có thể là từ đối thủ hoặc là từ cổ động viên trên khán đài. Vậy có cái tình huống nào hoặc có câu trash talk nào mà các em thấy thật sự nó đã ảnh hưởng đến mình không? Em không có. Em không nhớ một câu trash talk nào không? Em coi trash talk qua tay này sang tay kia luôn. Thực ra là họ trash talk em thì có, đấy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà em, cái thứ nhất là em cố gắng để ngoài tai. Em cố gắng không để cho nó, không để những cái lời nói đó nó ảnh hưởng đến mình. Cái thứ hai là em không biết phải trả lời như lại như nào vì không có kinh nghiệm trash talk. Em gần như không trash talk trên sân đấu. Em không biết nói chị đâu. Chị thấy rằng là em kể là ấn tượng đầu tiên với Quân Lê là em trash talk với Quân Lê. Em nghĩ đấy còn chẳng là trash talk ấy. Kiểu bạn ấy bảo em là lúc đấy là bạn trận đấu đấy là bọn em đang thắng, xong em vỗ tay. Xong rồi bạn ấy bảo em là cứ để chúng nó vỗ tay đi. Xong rồi em trả lời lại theo cảm xúc, em bảo là ừ, tao vỗ tay vì tao đang thắng mà. Thế thôi. Vậy Quân Lê thì sao? Em có ấn tượng Thế Quân Lê thì sao? Em có ấn tượng gì liên quan đến cái câu chuyện này không? Em nhiều khi mà em thi đấu trên sân em cũng nhận được rất nhiều lời trash talk. Không chỉ từ vận động viên mà từ cả huấn luyện viên hoặc là cổ động viên của đội họ. Và có một câu mà em luôn nhớ mãi từ một vận động viên mà bãi đã nói em rằng là mày là một thằng vô dụng, mày sẽ không được làm gì trên sân này cả. Em thấy là em không biết là ai sẽ là thằng vô dụng trên sân đấy. Và sau nhiều năm thì em cảm thấy nó là cái sở thích của em. Khi mà lên sân thì em
muốn được nói, em muốn được thể hiện cảm xúc. Và em muốn cho đội họ cảm thấy tự ức chế với những gì mà họ nói ra. Và em nghĩ là em đã thành công với cái chiến lược của em. Thì ngoài cái việc mà các đối thủ trực tiếp trên sân cùng thi đấu với các em, mang lại cái sức ép để cho các em, thì khung gian xung quanh, rồi khán đài, rồi cổ động viên có khi nào mà đã ảnh hưởng đến các em không? Ảnh hưởng như thế nào Mai Hảo? Có. Ngoài lề một chút, ở đây thì đấy là lần đầu tiên em với cả Quân, với Quang được có cơ hội được tham gia giải đấu VBA 3x3 U20 dưới màu áo của Thăng Long Warrior. Thì đấy là lần đầu tiên bọn em đối đầu với cả Sài Gòn Heat U20 trong Sài Gòn. Thực sự để mà nói là không gian lúc đấy rất là náo nhiệt đấy. Bọn em không thể giao tiếp gì với nhau trên sân, bởi vì cổ động viên của Sài Gòn Heat sẽ cố gắng mọi cách để khiến cho cái thế trận nó ồn ào nhất có thể. Và không biết các bạn như nào, nhưng mà trong một khoảng khắc em đã bị ngợp bởi cái sức nóng của trận đấu đó. Bởi vì nó rất là căng để bọn em phải giành được tấm vé để vào playoff. Thì vậy chị có thể hỏi nhỏ một tí, đó là kết quả của trận đấu đấy ra sao không? Bọn em thua ở giây cuối cùng. Thua một điểm do Nguyễn Anh Kiệt buzzer beater. Thì đấy là vào năm 2022 đúng không? Đúng rồi ạ, vào 2022 ạ. Thì vào cái khoảnh khắc đấy thì em có điều gì nuối tiếc, hay là em nghĩ rằng là nếu mà ở cái lúc đấy, vào cái thời điểm đấy mà em trưởng thành hơn, hay là em có thể là của Mai Hào của bây giờ, thì em sẽ làm những điều gì khác không? Em nếu mà ở thời điểm đấy thì em không hối tiếc một cái gì cả, bởi vì em cũng đã cố gắng cống hiến hết mình rồi ở với cái thời điểm hiện tại và ở thời điểm đấy và kỹ năng ở thời điểm đấy. Nhưng nếu là em bây giờ trong khoảng khắc đấy thì em nghĩ em sẽ cống hiến được nhiều hơn cho đội bóng. Rồi, còn Quang Anh thì sao? Em có bị ảnh hưởng ví dụ như các tiếng ồn như Mai Hào, khi mà cổ động viên ở bên ngoài cứ liên tục hò hét, hò reo cho đội của bạn, thì em có bị ảnh hưởng không? Em thì em không thấy bị ảnh hưởng gì cả. Như em nói thì nỗi sợ duy nhất của em là anh Bình. Qua quá trình mà chị tìm hiểu về các em, thì như Quân Lê, chị có biết rằng là bố mẹ em thì làm, bố em thì làm bộ đội đúng không? Mẹ em thì cũng làm nhà nước. Thì cái mô hình chung của cái gia đình như vậy, thì liệu em có bị gò bó ở trong một môi trường, ví dụ như chúng ta hay thường nói chuyện với đùa với nhau, trong quân đội thì rất là chính nghiêm chỉnh này, chính quy này. Thì khi mà em bước ra ngoài sân đấu, bước ra ngoài trận đấu, chị thấy phong cách của em khá là phóng khoáng. Thì cái điều này có khác biệt khi mà em sống ở trong cái môi trường ở nhà bên gia đình, ra cùng với gia đình của em, hay là khi mà em bước ra ngoài sân đấu không? Em nghĩ là gia đình cũng chỉ là một phần ảnh hưởng đến cái cách sống của em và lối chơi của em thôi. Dù bố em làm bộ đội rất là nghiêm chỉnh và mẹ em làm nhà nước thì sẽ có một cái khuôn khổ nhất định. Nhưng mà đối với em thì nếu mà cuộc sống mình cứ như thế mãi thì nó sẽ khá là nhàm chán. Thế nên là tự chính bản thân em sẽ thay đổi và sẽ là người quyết định cuộc sống của em, chứ không phải là ai khác. Và đương nhiên là trên sân đấu, nhiều lúc em cũng khá là tâm lý, khá là hơi gò bó, rằng là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Nhưng mà đến hiện tại và bây giờ thì em đã có một cái suy nghĩ thoáng hơn, rằng là nếu như mình không làm cái đấy thì sẽ có người khác làm hộ mình. Và vai trò của mình là như nào thì mình chỉ cần làm đúng vai trò của mình mà thôi. Phải thôi ạ. Okay. Chị thì cũng thấy rằng là trong cái hệ thống đào tạo của ASA Timber Group thì có chia ra làm hai lứa, đó là Varsity và Junior Varsity. Thì cái hệ thống này thì chia không quá phụ thuộc vào độ tuổi, mà phụ thuộc phần lớn vào những kỹ năng này, hay là cái thể hiện của cầu thủ ở trên sân. Lấy ví dụ như là một bạn 15 tuổi thì đáng nhẽ sẽ tập cùng với các bạn Junior Varsity, nhưng mà nếu mà có màn trình diễn tốt này, có kỹ năng tốt này, thì hoàn toàn có thể được cất nhắc lên tập cùng với các anh lớn Varsity. Vậy trong lứa đàn em, các em đã được tiếp xúc, được gần gũi, được tập luyện cùng với cả ASA Timber Group, thì có bạn cầu thủ nào mà cùng vị trí này, hay là cùng lối đánh, lối chơi như các em, để lại cho các em nhiều ấn tượng nhất không? Theo em thì em thấy có bạn học sinh mà em cảm thấy là bạn ấy có lối chơi khá giống em, đó chính là bạn An Khánh á. Với một chiều cao và một cái sải tay dài và tốc độ như thế, thì em nghĩ là đó sẽ là một cậu bé triển vọng cho ASA. Mai Hà thì sao?
Đối với em thì em thích hai bạn. Bạn thứ nhất là Tống Gia Toàn, nhưng mà đáng tiếc là ở giải đấu U16 năm ngoái vừa rồi thì Toàn đã bị một chấn thương không may xảy ra, đó chính là đứt dây chằng, nên là khá là đáng tiếc. Lối đánh của Toàn thì em thấy là giống như em, bãi cũng ném 3 điểm, cũng đột vào và cái thể chất của tạng người cũng dày như em nữa, nên là em rất là thích cái lối đánh của Tống Gia Toàn. Và bạn thứ hai là hiện tại đang theo học ngôi trường mà Quân Lê trước đã từng học, đó chính là Phan Đình Phùng, đó chính là bạn Đình Minh ạ. Em rất là thích Đình Minh bởi vì em quen Đình Minh từ hồi mà em còn tập cho U16, tức là đã khoảng 2-3 năm nay rồi. Và thực sự là em đã được chứng kiến quá trình phát triển của Đình Minh, và em cảm thấy Đình Minh là một cầu thủ rất là lì lợm, và càng ngày Đình Minh càng tiến bộ đáng sợ, nên là em nghĩ là Đình Minh sẽ là một cầu thủ đáng để theo dõi. Vậy Quang Anh thì cầu thủ Big Ben nào để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Em nghĩ là Phạm Gia Anh Vũ ạ. Phạm Gia Anh Vũ là Big Ben hả? Chị thấy hình như là Phạm Gia Anh Vũ đánh ngoài mà đúng không? Thế em ấn tượng ở bạn ấy như nào? Trước đây thì Phạm Gia Anh Vũ có từng đánh trọng, và bây giờ em cũng chuyển ra đánh ngoài thì em có thể ném ba được các thứ. Cũng giống như em vậy. Cũng giống như em là chuyển từ vị trí đánh trong chuyển ra đánh ngoài đúng không? Mong muốn của em. Ok, vậy thì ví dụ như Mai Hào, em có hai cái tên đó là Tống Gia Toàn và Đình Minh đúng không? Tống Gia Toàn thì hiện tại thì đúng là như chị biết rằng là bạn ấy đang gặp chấn thương và bạn đang phục hồi, đang tập phục hồi rồi. Và bạn chị mong rằng là bạn sẽ quay lại rất là nhanh thôi. Còn bạn Đình Minh thì cũng chị cũng công nhận là bạn có một sự lì lợm mà mình nhìn ra được ngay trên khi mà bạn ấy thi đấu. Thì em có lo sợ là vào một ngày nào đó mà Đình Minh vượt mặt em không? Hay là bạn biết đâu lại chiếm slot của em ở trong đội hình thì sao? Thực sự là em rất mong một ngày hai em đấy chiếm được vị trí của em. Rất rất mong. Bởi vì để được thấy các em ấy đạt được cái đỉnh cao của bóng rổ thực sự rất là tự hào. Một phần là anh lớn, thứ hai là mình cảm thấy là cái nền bóng rổ của Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng nó càng ngày càng được phát triển hơn. Đấy cũng là một tín hiệu đáng mừng cho bóng rổ Việt Nam mình. Rồi, Quân Lê thì sao? Em có lo lắng rằng là đàn em của mình sẽ một ngày sẽ là cầu thủ đánh chính còn mình phải ngồi dự bị không? Nhiều lúc em cũng suy nghĩ là em mong được được ngồi dự bị và cho các em của mình thể hiện trên sân đấu. Nó không chỉ chứng tỏ rằng là nền bóng rổ trẻ hiện tại nó phát triển, mà còn chứng tỏ rằng là bóng rổ Việt Nam cũng đang dần đi lên. Và em cũng rất mong là thế hệ trẻ của mình sẽ dần dần phát triển và đem nền bóng rổ Việt Nam sẽ vượt bậc ra ngoài năm châu bốn bể. Vậy là các bạn gần như là không sợ và chỉ mong điều đấy xảy ra thôi. Vâng. Ok, thế cho chị hỏi một xíu nhé, là chị biết rằng là vì là cái cấp độ phân chia nó không dựa vào lứa tuổi mà nó sẽ đi đôi với cả cái kỹ năng cũng như là cái màn thể hiện của cầu thủ trên sân, thì cái sự gắn kết của các em cùng với các em lớn, các em bé như thế nào? Các em cũng vẫn là hàng ngày tập luyện cùng này, rồi chơi đùa cùng, rồi có nói chuyện thường xuyên gắn kết tình anh em với nhau không? Thưa chị là bọn em có. Thì cái việc mà AC liên tục tuyển quân và tuyển thêm những bạn mới để có thể thử sức ở đội đại diện thì có thể có những bạn bọn em vẫn chưa biết tên hoặc là chưa nắm rõ được, bởi vì hiện tại so với lịch tập dày đặc thì em Quang Quân và Quang Anh không thể dành được nhiều thời gian cho AC được như trước. Nhưng mà bọn em vẫn liên tục nhắn tin trong các cái group chat, hoặc là bọn em vẫn liên tục lên sân để làm quen cũng như là giao lưu với các em, có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc là có thể đơn giản là đánh phủi cùng, đánh 5 năm cùng kiểu đấy. Thì Mai Hào, chị thấy em cũng là một cầu thủ được truyền thông tiếp xúc từ rất sớm và cũng được đưa tin khá là nhiều. Và trong quá khứ và đến hiện tại bây giờ thì cách em tiếp nhận truyền thông ra sao, và trong tương lai thì em nghĩ là truyền thông có phải là một vũ khí để em ngày càng phát triển trong sự nghiệp bóng rổ của mình không? Thì chia sẻ thật lòng với chị thì hồi trẻ em tính cách của em thì khá là ngông, khá là thích thể hiện. Em ở cái thời điểm khoảng tầm em 1-2 năm trước em rất là thích truyền thông, cứ mỗi cái bài đăng nào có em lên là em rất là thích. Có mặt em thích, bởi vì em nghĩ là mọi đứa trẻ nào mà lại không thích cái chuyện đấy, khi mà mọi người biết đến mình nhiều hơn, mình được là chủ đề bàn tán nhiều hơn.
Nhưng mà sau đó, sau khi đã dần trưởng thành hơn thì em nhận ra rằng là cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó. Việc truyền thông nó có một giai đoạn em nó bị đăng lên rồi em suy nghĩ quá nhiều, mọi cái kỳ vọng của mọi người đặt em quá lớn, dẫn đến việc là khi mà em thể hiện không tốt, mọi người lại quay ra bảo có những lời chỉ trích overrated hay là cầu thủ lớn trận đấu nhỏ, cầu thủ nhỏ trận đấu lớn. Thì dần dần em cũng học được cách kiềm chế bản thân lại. Em dần dần em cũng ít xuất hiện trên những trang mạng xã hội. Em thu mình lại, em muốn tập trung phát triển ở mình, bản thân mình ở thời điểm hiện tại hơn là bóng rổ TikTok, bóng rổ mạng xã hội ở trên mạng nữa. Thì chị được biết rằng là Quân Lê này, Mai Hào hay gần đây nhất là Quang Anh thì cũng đã được chính thức ký làm cầu thủ homegrown của câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Thăng Long Warrior. Thì chúc mừng Quang Anh. Ok, vậy riêng cái việc mà tham gia với cả ASA Team Group, đội tuyển đại diện của ASA, thì ngoài việc cam kết về thời gian thì chị thấy là cái chế độ tập luyện cũng tương đối là căng thẳng và liên tục. Vậy khi mà bước lên một bậc với môi trường chuyên nghiệp thì các em thấy có điều gì khác biệt không? Các em thích nghi với cả cái môi trường chuyên nghiệp đấy ra sao? Khi mà em được tập luyện ở một đội bóng chuyên nghiệp Thăng Long Warriors thì em trước hết là em cảm thấy là ngợp. Khi mà ở đây ai cũng vô cùng là nghiêm khắc và vô cùng là nghiêm túc trong vấn đề tập luyện ăn uống hay là chế độ các thứ. Chính em thì em cũng đã từng bị huấn luyện viên đuổi khỏi sân tập khi mà em đã làm sai một bài tập, và em cảm thấy là rất sợ điều đó, vô cùng sợ. Và hôm đấy em cảm thấy là chết rồi, bây giờ mình mà như này thì đội bóng không cần mình nữa. Thế nên là ngay từ hôm đó thì em cũng bắt đầu chấn chỉnh mình rằng là mình đang thi đấu cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp thì mình cũng phải có một tác phong chuyên nghiệp. Và đến hiện tại bây giờ thì em cũng đang dần hoàn thiện bản thân hơn. Khi mà không còn là một đứa trẻ nữa, bước sang tuổi 19 thì em cũng phải biết được cái sự nghiệp của mình là gì, biết được cái mục đích của mình là gì và mình nên làm gì cho bản thân và cho đội bóng của chính mình. Thì Quang Anh, bước sang một môi trường mới, em lần đầu tiên khi mà em nghe thấy cái thông tin rằng là Thăng Long Warrior quyết định ký hợp đồng với em thì cảm xúc của em lúc đấy ra sao? Thứ nhất là cảm xúc của em lúc ấy là rất là vui và bất ngờ khi không chỉ em và có rất nhiều các bạn ở trong đội đại diện được gọi lên để tập cùng với đội. Thì em nghĩ là em sẽ là người được quyết định được ký với cả Thăng Long, thì đây là một rất là vinh dự đối với em, và em cảm thấy là đó là kết quả của những quá trình em tập luyện cùng đội và gắn bó cùng với đội ạ. Vì chị cũng đợt vừa rồi, thời gian gần đây thì ASA có tổ chức một cái Family Day tổng kết lại cái hành trình của ASA trong năm 2023, thì chị cũng có nghe lời chia sẻ của mẹ Quang Anh ngày hôm đó. Thì mẹ Quang Anh cũng lên chia sẻ là Quang Anh ngoài cái niềm yêu bóng rổ ra rất lớn ra, thì chị thấy thì mẹ của Quang Anh có thấy rằng là rất là cảm ơn, và cũng như là không chỉ cảm ơn ASA, cảm ơn anh Bình, mà còn cảm ơn tất cả mọi người đã nhìn nhận và có thể nhận ra được cái tài năng của Quang Anh, để mà đến cuối cùng Quang Anh có cơ hội được ký kết với cả Thăng Long Warrior. Thì chị chúc là con đường sắp tới luyện tập với Thăng Long Warrior của Quang Anh sẽ ngày càng phát triển và Quang Anh có thể có cơ hội được debut vào năm 2024. Đi kèm với các áp lực như Quân nói thì chị nghĩ rằng các em cũng có rất nhiều những cái niềm vui, đúng không? Thì chị thấy rằng là khi mà các em thi đấu trong màu áo của Thăng Long Warrior thì cũng có nhiều bạn fan này biết nhiều đến các em hơn. Đi school tour thì có nhiều bạn tranh nhau ra xin chữ ký này, xin chụp ảnh cùng với các bạn. Thì các bạn cảm nhận cái thời điểm đó như thế nào? Thì phải nói nhất là cái khoảnh khắc mà đáng nhớ nhất đó chính là lần đầu tiên em được tham gia school tour ở trường Marie Curie với tư cách là một cầu thủ. Lúc đấy thì em cảm giác em như kiểu Sơn Tùng MTP, em được mọi người săn đón. Có những bạn còn chả biết em tên là gì nhưng cũng săn đón em. Cũng có những bạn chỉ cần biết tin là cầu thủ chuyên nghiệp về thôi, các bạn sẵn sàng xé giấy, xé vở, cởi dép,
có bạn cởi cả áo để em ký. Nói chung là hình ảnh rất là vui và em lần đầu tiên em cảm thấy là bản thân mình thực sự đã đạt được, đã đi một quãng đường rất là dài để có thể đạt được chân đến thời điểm đấy. Cặp đôi ngày hôm đấy có cả Quân Lê đúng không? Thì như Mai Hào có cái trải nghiệm là rất vui này, xung quanh ngập tràn những bạn nhỏ vây quanh mình, đấy còn Quân Lê thì sao? Em cũng đồng tình với cả ý kiến của Mai Hào. Nếu như Mai Hào là Sơn Tùng thì em cảm thấy em cũng giống như kiểu là Mono vậy. Vâng, hai thằng bước vào cái sân trường mà cảm giác như kiểu là không gian vây quýt. Hai thằng điêu nhất sân kiểu kiểu vậy thì em cảm thấy là cũng rất là vui. Vậy thôi. Điều đó có gây cho các em áp lực gì không? Không ạ. Không ạ. Bọn em rất là vui ạ. Bọn em lúc đấy là có khi còn được săn đón hơn cả đội. Bởi vì lúc bọn em về rồi các bạn ấy vẫn đuổi theo bọn em. Thế Quang Anh, em còn chờ đợi cái phút giây em cũng sẽ được như Quân Lê và Mai Hào cũng được săn đón, cũng được các bạn vây quanh để xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng không? Vâng, em cũng muốn được làm như là Sobin Hoàng Sơn. Rồi, bộ ba underground đã xuất hiện với của chúng tôi ngày hôm nay đấy. Xin chào mừng đến với chúng tôi Mono, Sơn Tùng NTV và Sobin Hoàng Sơn. Vào mùa giải 2023 thì chị cũng thấy rằng là Quân Lê cũng đã góp mặt vào sân đấu đúng không? Không biết là mấy phút của Quân Lê nhở? Em còn nhớ không? Bằng úp gói mì ạ. 1 phút 30 giây ạ. 1 phút 30 giây. Vâng, úp bằng đúng 1 gói mì ạ. Gói mì luôn ạ. Trong cái tình huống 1 phút 30 giây đấy thì em có nhớ điều gì không? Em chỉ nhớ là em rất là ngộp khi mà được huấn luyện viên Chris Dalio cho em vào sân. Và em nhớ khoảnh khắc đấy là Chris Dalio chỉ thẳng vào em: "You come in." Em bảo ok. Em cảm thấy là cơ hội mình đây rồi, mình phải vào thôi, mình phải góp công cho đội bóng này thôi. Và em vào sân, nhiệm vụ của em duy nhất đó chính là kèm MVP của VBA mùa giải năm đó, Kendrick Buckley. Em vào thì em thấy cào thế. Em kiểu cũng được thôi, mình cũng sẽ phải hết sức để kèm được Kendrick Buckley. Và trong khoảng 1 phút 30 giây đấy thì ký ức duy nhất của em đó chính là em được ngửi nách của Kendrick Buckley trong khoảng đúng 1 phút 30 giây ạ. Và em bị Kendrick Buckley đè đầu cưỡi cổ và ghi 2 điểm trên đầu mình. Sau đó em bị thay ra với tức tối trong lòng. Tương đối là cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đấy đúng không em? Dạ. Vậy trong mùa giải năm nay thì mục tiêu của các em thì ai tự tin sẽ có số phút nhiều nhất đội nhỉ? Quang Anh luôn. Thế Quang Anh, em tự tin em sẽ được vào sân bao nhiêu phút? 1 phút 31 giây ạ. Thế là hơn Quân Lê của mùa đầu rồi đúng không? Cuối cùng mình cũng debut hơn bạn được 1 giây đúng không? Rồi thì ngoài cái mục tiêu là số phút ở trên sân thì mỗi em có đặt cho mình một cái mục tiêu gì đấy trong mùa giải 2024 sắp tới không? Mục tiêu của 2024 mà em đặt ra trong mùa giải sắp tới đó chính là em phải cải thiện khả năng phần trăm đến 3 điểm của em bằng cách là em cần phải tập luyện đến 3 điểm nhiều hơn, từ 200 quả lên 300 quả, 400 quả, 500 quả chẳng hạn, thì em sẽ gia tăng số lượng ném của mình hơn để trong trận đấu em có những phút giây tỏa sáng nhất có thể. Còn với em thì mục tiêu 2024 của em là được vào sân trong mùa giải VBA. Và bằng cách đó là em sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất trong các buổi tập và đem lại thật nhiều hiệu quả cho đội bóng. Mục tiêu của em trong 2024 sắp tới đó chính là vào trong đội hình starting five của Thalam Warrior. Và để làm được điều đấy thì đó là bí mật của em ạ. Và ai muốn biết thì có thể nhắn đến Gmail hay hoặc là những cái trang mạng xã hội của em ạ. Hoặc là các bạn có thể theo dõi Quân Lê vào mùa giải 2024 nhé. Hiện tại thì chị thấy rằng là trong bóng rổ, Mai Hào với Quân Lê ngoài cái cương vị là vận động viên thì các em còn được trải nghiệm với cương vị là huấn luyện viên. Thì cái trải nghiệm này mang lại cho các em những điều gì mới mẻ hay thậm chí là những nỗi sợ mới như nào? Lần đầu tiên ở trên cương vị là huấn luyện viên, em đã có cơ hội được tiếp xúc cũng như là đào tạo những bạn trẻ ở giải đấu, qua giải đấu Super Kid mới gần đây. Thì em thấy rõ được sự áp lực, bởi vì các bạn độ tuổi rất trẻ như vậy thì mình nói không phải bạn nào cũng nghe, và mức độ tập trung của bạn, các bạn ấy không phải bạn nào cũng quá là cao. Và em dần hiểu được nỗi khổ của các anh Bình hay là anh Hưng hay là các anh chị trong ấy đây nói chung khi mà phải huấn luyện Quang Anh.
thì rất là khó. Thì em cũng đã thấu hiểu được họ và em cũng đã đi hỏi các, hỏi han kinh nghiệm của các anh lớn để có thể giúp được bản thân mình, để có thể đào tạo các em một cách tốt hơn, để các em có thể đạt được cái mục tiêu các em đề ra trong giải đấu hoặc là trong những buổi tập. Chị thấy là đội của Mai Hào là đội đội gì nhỉ? Super Kid à? Ờ, Spider-Man ạ. Ờ, đội Mai Hào là Spider-Man. Đội Quân Lê là... Đội Thọ. Đội Thọ. Hình như là chị nhớ không nhầm thì đội Thọ còn được vào cả playoff đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ừ, thì Quân Lê em làm và em đi cùng cả đội bóng của em như thế nào để mình có cái cơ hội bước chân vào được playoff của Super Kid? Với em khi mà em được thử một cái cương vị mới đó chính là huấn luyện viên thì em cũng phải reset lại cho mình một cái thái độ và một cái cách cư xử nó chuyên nghiệp nhất. Và em nghĩ là em có một sự khác biệt với Mai Hào khi mà em có một sự chuyên nghiệp nhất định, nên là cái đội bóng của em mang tới cho đội bóng đó một sự tích cực nhất định, và vì vậy là đội bóng của em có thể vào được playoff một cách dễ dàng hơn. Đồng thời thì khi mà làm ở một cái cương vị mới như này thì em cũng hiểu được cái áp lực, một cái khó khăn khi mà làm ở một cái cương vị như này, và em hiểu được những cái nỗi khổ khi mà anh Bình và anh Hưng sẽ phải trải qua khi mà phải huấn luyện những cầu thủ như là Mai Hào và Quang Anh, là những đứa trẻ vô cùng là ngỗ ngược. Còn em thì là một ngoại lệ khác thì em sẽ không nói tới. Cũng nhờ đó mà em cũng hoàn thiện được bản thân mình hơn, không chỉ là một vận động viên mà cũng là một huấn luyện viên, cũng trau dồi cho mình thêm được nhiều kinh nghiệm và nâng cao được kỹ năng sống ạ. Vậy trong tương lai thì các em có nghĩ rằng là vào một cái khoảnh khắc nào đấy, vào một cái thời gian nào đấy các em sẽ tiếp tục cống hiến với bóng rổ trên cương vị là huấn luyện viên không? Với bản thân em thì em nếu có cơ hội em sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với cương vị là huấn luyện viên, không chỉ bóng rổ mà cũng có thể là bóng đá hay là bóng mô dục hoặc là bóng chuyền. Em là một người vô cùng đam mê thể thao, vì vậy là không chỉ có bóng rổ mà em rất thích tất cả các bộ môn khác. Thật ra thì mà khi chúng ta càng trưởng thành, càng được trải nghiệm nhiều hơn thì chúng ta càng gặp những cái thử thách và nỗi sợ thì không biến mất mà chỉ là trở thành những nỗi sợ mới mà thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta sẽ đối diện và vượt qua những nỗi sợ đó như thế nào. Thì chị chúc các em là với những cái vận động viên có cá tính mạnh thì sẽ luôn sẵn sàng đón nhận những nỗi sợ và vượt qua nỗi sợ của hiện tại cũng như là tương lai. Thực sự thì để chia sẻ hết về nhiều câu chuyện liên quan đến nỗi sợ, biến nỗi sợ thành động lực thì có lẽ là thời lượng của tập thứ 3 cũng không thể nào đủ được. Vì vậy đây cũng là những cái phút cuối cùng của tập thứ 3 Cotside Chuyện Bóng Rổ rồi. Xin cảm ơn sự có mặt của ba idol đã đến với cả Cotside Chuyện Bóng Rổ ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các quý vị và khán giả đã theo dõi đến những phút cuối cùng của số lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Cotside Chuyện Bóng Rổ nhé. Hello mẹ. Hello bố mẹ.